Xin chào mọi người á, hôm nay mình uống sữa mấy cây mai nè. Hôm nay mấy cây nhỏ uống nha, xong á, giờ chuyển qua mấy cây lớn nè. Cây đại lộc ha. Đại lộc thành giống như con chó con gì đây. Hồi bữa nó còn rất là nhiều cái này ha. Để nuôi cho nó khỏe đây, sau này thay chậu quá. Thay chậu kiếm mấy cái chậu đẹp rồi thay vô. Còn gì nè, có đuôi nữa nè. Mới rồng lá ha, mới rồng cái nhánh bên trong á, nhánh này bên trong mà nhánh không khả năng mà cho hoa nè, đấy, rồng hết đi, đây, tổng thể á, ở ngoài nhìn thấy giờ nhánh nó cũng lò xò nè, dài ngắn đủ thứ hết trơn ha, mình sẽ chỉnh lại, chỉnh thì nhánh lớn mình vô nhôm lớn, nhánh nhỏ vô nhôm nhỏ, chỉ có vậy thôi, cho nó tròn lại, nó sẽ phân bố nó đều á, tròn cây lại, đây, tiến hành mình làm á. Vừa cuốn nhôm vào hết á, tất cả các nhánh nào cũng được cuốn rồi đó. Cuốn nhôm thì rất là lâu nhưng mà cuốn thì nó lẹ, cuốn thì nó lâu lắm, cuốn thì nó lâu dữ lắm lâu á, cuốn này cả tiếng đồng hồ á, quá trời nhánh luôn. Rồi mình uống sữa ha, nào cũng cuốn vào hết đó nha. Gà nhánh lớn thì dùng nhôm lớn, nhánh nhỏ thì dùng nhôm nhỏ. Chút mấy cái đầu này thì mình bấm chặn lại hết à, mình không có quấn ra tới ngoài à, bấm chặn lại hết à. Rồi, tiến hành mình uống cho nó tròn lại ha. Làm từ lúc mà chiều á, 4 mấy giờ tới 5 mấy làm nó tối thui luôn rồi. Nay tháng 10 á, tháng 10 chưa cười tối nè, tối luôn rồi. Sẽ chỉnh ha. Thank you.
tết thùi luôn rồi ha. Đó, xong rồi đó. Nhờ mấy bình trên nè, đang đặt hết trơn nha. Đó, giờ khoảng 2 tháng sau á, tháng sau nó theo nếp thì chúng ta phải tháo nhôm ra. Rồi. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người làm thật là tốt nha.